Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Đạt nha. Hôm nay đầu tuần rồi, không biết quay gì. Thì xe về cũng khá là nhiều anh em, cho nên là sẽ quay tổng hợp nhanh cho anh em coi những cái xe bên mình đang có nha. Cái này là Mazda CX-5 Premium 2022. Xe này thì cũng nằm bữa giờ rồi. Để mình dời lên nha, mới lấy về được em Everest Titanium 2023. Phía đằng sau đẹp lắm nha. Đấy. Em này là CX-5 màu xanh carbon size, sơn zin 99% nha anh em. Em này mới giữ nè. Baby. Quá hành tráng luôn anh em. For Everest Titanium 2022. Đăng ký lần đầu 2023. Má ơi, nó to như cái xe Land Cruiser á anh em ơi. Đó, lần đầu tiên mình sở hữu được em này luôn. Quá nhiều công nghệ anh em. Đó, quá nhiều công nghệ để nhích lên. Ồ, camera hành trình xịn ha. Wow. Nhiều công nghệ quá. Ngày hôm qua là cái bạn cũng fan YouTube luôn, bạn để lại cho mình chiếc xe này. Đó, nhưng mà bữa hôm qua thì mình bận về đón con, cho nên là nhờ bạn Hùng với bạn Khải đi mua chiếc này, cho nên là không có quay được cái quá trình đi mua xe tận nhà nha anh em. Đây. Ui trời, mới lắm anh em ơi. Đẹp quá, hoành tráng lắm anh em ơi. Titanium nha anh em, nó to. Titanium ha. Bản này là Titan Everest Titanium mẫu mới nha. Em này là sản xuất 2022, đăng ký lần đầu tháng 3 2023, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha anh em. Giá thì lăn quanh 1 tỷ 2 nhé. Xe mới lăn bánh là 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 gì đó, mắc lắm. Giá niêm yết của hãng không là 1299, là 1 tỷ 3 là chưa lăn bánh anh em. Đó, anh em thấy không? Đi mấy tháng lỗ 200-300 triệu. Hả? Một cái giải pháp quá tuyệt vời. Và cái màu này là cái màu xám xám á, chứ không phải là màu đen nha anh em. For Everest Titanium, một cầu nha anh em. Bản Titanium thì nó khác bản Sport hoặc là bản Trend rất là nhiều. Bản này thì nó có radar nè, có radar nè, có cam 360 nè. Đó, chứ còn bản Sport á, anh em thấy bản Sport nó rẻ nhưng mà nó sẽ không có cam 360 và cũng không có radar nha. Cái máy rất gọn gàng nha, máy 2.0 nha anh em. Đó, Ford thì nó làm to cái máy cái chút S à. Nhưng mà chạy bốc lắm anh em ơi. Nó đâm mà chạy nó sướng lắm. Anh em nhìn cái đèn Matrix là ở đây nè, sướng ha. Đã không anh em? Đó, hôm nay thì để mình giải ngân xong rồi mình sẽ quay kỹ hơn cho anh em về em Ford Everest. Quá đã anh em ơi. Thôi, cái dòng này nó nhiều tiền quá. Chơi cái dòng này đi anh em. Corolla Atwist 2.0. Đấy, 350 triệu thôi. À, 2011 hay 2010 ta? 2010 anh em, bản này 2.0. Đó, anh em nhìn ghế da zin nè, đã chưa? Đấy, nói chung là anh em nào mua đi thích sự bền lành thì đây. Otis 2.0 nha anh em. Đó, đã chưa? Nội thất rất là sạch sẽ, rất là đẹp nha anh em. Có lại chuyển số trên vô lăng luôn. Bản này là 2.0. Giá 350 triệu thôi anh em ơi. Corolla Altis ha. Một chiếc xe huyền thoại. Bản 2.0 này ngày xưa nó gọi đúng cái tên là 2.0 Sport á. Ha, nó có body rồi nè. Xe biển 4 số nha anh em. 4 số. Biển 4 số. Nhưng mà là hai chủ rồi chứ không phải một chủ nha. Lúc người ta sang tên thì vẫn giữ lại được cái biển 4 số. Đẹp không? Altis ha. Tiếp theo em này là xe này cũng gây nhiều tranh cãi ngày hôm qua. Hôm qua mình post lên mạng. Đây là em Innova G2016. Rất đẹp luôn nha, rất đẹp. Đó, đẹp keng sa beng, 130.000 cây ha. Giá thì chưa có giá đâu, lên quanh 5 đồng. Ồ, em này là quá dữ luôn rồi. Em này thì để quay chi tiết kỹ hơn cho anh em nha. Mấy này bận quá. BMW 528i Sorry. Đấy. 59.000 mai. Lên quanh tầm 90.000 cây. Chuẩn xe một chủ nha anh em. Đấy, đẹp không? Đó, con này thì đang rao bán là 755 triệu ha. 755 triệu BMW 528 sử dụng động cơ N20 2.0. Và cái máy N20 này mình đã đi chiếc xe này từ Sài Gòn xuống Vĩnh Long để mua em xe Innova 2016 này rồi, thì mình trải nghiệm chạy nó sướng vô cùng. Nói chung nói về vòng BMW thì nó chạy thì thôi khỏi nói luôn. Đó, và nó lên cao tốc nó sướng mà nó cũng ngắt đẹp lắm.
nha anh em. Nếu mà anh em nào đã nói về cảm giác lái là BMW là số 1, cái vấn đề là mình hao xăng thì cũng không hao luôn, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ là phải cái chi phí bảo trì bảo dưỡng nó rất là cao nha anh em. Nói chung nó là xe sang mà ha. Rồi có một em này cũng nằm hơi lâu lâu rồi nè, Kia Seltos Premium ha. Kia Seltos Premium, chiếc xe này thì 579 triệu, xe mình đang đi nha, rất là đẹp nha anh em. Bản Premium, bản Premium thì anh em sẽ thấy rất là nhiều khác biệt về nội thất, ví dụ như màn hình lớn nè, lẫy chuyển số trên vô lăng nè, rồi màn hình đây cũng lớn nè, rồi có thông gió làm mát ghế, hai hàng ghế trước nè, rồi có ghế điện nè, rồi nó nhiều option lắm nha, nó đẹp hơn rất là nhiều cái bản luxury hoặc là bản deluxe, giá 579 triệu. Và em này là sử dụng động cơ 1.6 hút khí tự nhiên cho nên sẽ rất là lành hơn so với cái bản mà 1.4 turbo. Cái đây là mình nói ở cái góc độ chân thành thôi, chứ không phải để bán được cái xe này. Xét về công nghệ thì nó sẽ thua bản 1.4 turbo, nhưng xét về độ bền, độ lành và mức độ mà mình gọi là mình thông dụng để mình sử dụng thì mình chọn em này nó sẽ hợp lý hơn. Và đây là cái bãi xe nha anh em, là những chiếc xe nào mình quay ở đây là những chiếc xe đang bán, còn mấy cái xe này là xe người ta gửi cho nên anh em đừng hỏi nha. Rồi trên salon này thì mình có những cái xe nào còn đây thì mình sẽ quay luôn cho anh em nha. Trên salon mình sẽ bán luôn con Vios vàng công vụ nữa nha anh em, Vios vàng công vụ bán luôn nha. Ở trên này còn Fortuner quá trời, nói chung là nhà giờ nhiều xe anh em ơi, rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em nha. Xe này bán rồi, đang đợi hồ sơ. Cái này máy xăng nha, 450 triệu, máy xăng 450 triệu nha anh em. Fortuner máy xăng số tự động 2013, xe này 23 ha, 450 triệu, xe mới về đó. Máy xăng số tự động đó, nói chung là cái dòng này nhìn nhiều người chê hao xăng dễ mà là bán ngon hơn xe máy dầu anh em, tại vì giá nó rẻ hợp lý, người ta mua đi gia đình nó ok nha. Xe máy dầu dạo này chua lắm, bán không được luôn. Đây Innova màu đồng ánh kim 2013, 330 triệu nha đó. Cái chất xe gia đình là nó khác biệt hoàn toàn so với xe dịch vụ nha anh em, cho nên là đừng so sánh nha. Cũng có đời 23 này người ta bán trăm mấy, 200 triệu, thậm chí người ta bán 60-70 triệu cũng có luôn. Đây bước ra trước đây cho mọi coi, buổi sáng cô này có bán cà phê nó hơi ồn tí nha. Innova 2013. Ở đây thì mình có tiếp là Fortuner 221, nằm cũng hơi lâu rồi đó, 945 triệu nè, em này nằm cũng hơi lâu rồi đó nha. Nói chung nhà nhiều xe lắm anh em ơi, nhà rất là nhiều xe, rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em. Fortuner máy dầu 2019, xe nhập 85.000 cây, 779 triệu nha, 779 triệu. Xe này cũng nằm hơi lâu lâu rồi, 2-3 tuần rồi. Em đây là Mercedes C 200 2018, đăng ký 2019, mẫu mới 2019, đi 43.000 mai, tầm 70.000 cây á, 889 triệu nha anh em, hợp lý chưa, hợp lý chưa. Em Vios này và em Vios vàng mình sẽ bán luôn nha, để chuẩn bị lấy tiền cho việc xây dựng showroom mới sắp tới nha. Chia sẻ rõ là kẹt tiền xây showroom cho nên phải bán bớt xe công vụ thôi. Em này là Fortuner máy dầu 2009, một chủ đã rút hồ sơ cầm tay sẵn, giá 425 triệu nha anh em. Rồi thì mình chia sẻ cho anh em những cái xe mà hiện bên mình đang có, và sẽ còn rất là nhiều xe đang về nữa. Và rất nhiều anh em hỏi cái Fortuner máy dầu có lùi mũi thì thật sự là bên mình chuyên xe đẹp, chuyên xe lướt, và mấy cái xe đó hiện tại ở Sài Gòn không có nữa, tìm không ra nữa anh em ơi. Fortuner bây giờ bán cũng nó cũng hơi chậm chậm mà. Nhu cầu thị hiếu của khách hàng người ta thay đổi khá là nhiều rồi, cho nên là bên mình cũng hướng qua những cái dòng khác, Kia, Mazda, Peugeot, Mercedes, BMW, Ford đó, nó phù hợp nhiều hơn. Chứ còn thật sự là cái thị phần của Toyota, nói không phải mình xuất thân từ Toyota thì có Toyota thì mình mới có ngày hôm nay, nhưng mà cái thị phần của nó dần dần đang co lại rồi. Bây giờ cái nhu cầu và cái thị hiếu của khách hàng người ta cũng thay đổi nhiều rồi. Người ta mua xe là để tận hưởng, người ta mua xe để đi gia đình nhiều hơn là để kinh doanh. Do đó là bây giờ Toyota rất là khó bán ha. Và kể cả ví dụ như anh em thấy cái xe bán rất là hot, ví dụ như cái xe Veloz bây giờ bán đâu là Xpander đâu. Và kể cả nếu mà xét một cách khách quan thực tế, khi mà mình ngồi lên chiếc Xpander mình chạy á, ngon hơn chiếc Veloz. Đó, nó khổ vậy á nha anh em. Rồi, thông tin chi tiết về tất cả những cái xe ở đây thì anh em cứ gọi vào số 0931 226669 nha anh em. Địa chỉ cửa hàng của mình là 603 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.